Hello everyone, how are you today? សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយជាទេថ្ងៃនេះ? Welcome back to my second video. ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូទី2របស់ Teacher. Okay, before we learn a new lesson today, I'm going to show you a pictures of an animal. Okay, what animal is it? What animal is it? Yeah. It's lion. It's a lion. Mau an tan teacher. It's a lion. Okay, lion. Lion. Lion ni ko yeung start with letter L, ko chap dam do letter L. So, lion. Lion. Okay, very good. So, what letter should we learn today? Can you guess? Okay, very good. Today we learn letter L. Letter L. Okay. This is also letter L, but they also have a name. So this one we call it uppercase L. Chẳng vì chỉ letter L tăng phí, bên tai mình chỉ muốn bảo vệ nên cứ chỉ ạ sọ L thống. And this one is lowercase L, nên cứ chỉ ạ sọ L tội. Okay. Chẳng xong lấy rồi bằng letter L cứ L, L. Lỡ tha tam vị chờ L, L. Again L, L. Ok, lỡ dân tổng mơ rồi biêu nó có ca này được xây letter L tổng ốc này. Ok, ní khi cứ chế uppercase L đà miên ca sở xê pi chùm hiền. Chùm hiền tìm mùi cái dân chắc đám bị lỡ chùm một cọng hay pi chuyên tớ sẽ đảm tỏ lỡ tam vị chờ mơ sở nhà bố hay sở xê tạm tỏ 1, 2 again. 1, 2 Very good. À, lỡ dân mơ ca sở xê rồi bỏ ở lowercase L mà đồng. Ní cứ chơi lowercase L. Hay lowercase L cứ miên tài mùi chùm hiên này. Cứ tự xê bị lỡ cho một rộng tỏ. Chùm mừng cái chớ. Còn đặt mạng đáy hay sở xê tăng để chơi tỏ. 1, again. 1, ok. À, lỡ dân tâm mơ mình bắt đầu thả ta letter L. Miên bị ở với khác để chắc đám đó letter L. Vậy tỏ. What is it? Very good. Lemon. Again. Lemon. Lemon. Very good. It's a lemon. It's a lemon. Pia lemon ni cứ chắp đam the letter L. Lemon. Okay, next. What animal is it? Okay, very good. Lion. Lion. Ta an tan đi chờ. Lion, very good. It's a lion. Again, it's a lion. Okay, the word lion start with letter L. Pia lion ni cứ chắp đam đây letter L. Okay, lấy như mơ và to tiền. What animal is it? Okay, very good. Lamb. Lamb. An tan chờ. Lamb. Very good. It's a lamb. Again, it's a lamb. Yes, good. Next. Wow, a boy. But what is his name? Okay, cốt cái chiếc mình bảo vệ tay. Cốt miên chú mội đấy. À lâu dương mơ đấy. His name is Luke. Luke. Okay. His name is Luke. Tỏ an tam chờ. His name is Luke. His name is Luke. Very good. À lấy cho nó exercise. À lấy nhân mơ tờ ca phương đồng hạt bọc dưỡng. Okay. Circle L pictures color. Cú rung vông chung vinh rụp hiếp đại tệ tốn. Rư có chắc đam đòi lệ thờ L. Rút phát bùa. Bạn ta nó không đi dưỡng ở mình ca phát bùa. Thế nó không có một chút tờ tích hấp. Bạn ta nó không có đặt cái ca bọc con mình. Con thờ tập phát bùa. Hay cú rung vông chung vinh bịa đại chắc đam đòi lệ thờ L. Tỏ lâu dùng một mơ tượng ốc nè. What is it? Very good. Lemon. Again. Lemon. Tỏ an tâm đi chơi. Nóng tiết. Lemon. Yes. What animal is it? Dog. Very good. What is his name? Luke. Good. What animal is it? Lamb. Good job. What letter is this? Uppercase L.
What animal is it? Cat. Very good. What animal is it? Lion. And the last one, letter L. Lowercase L. Okay. Con mơ tờ rơn rụp hiếp na để chắc đam đoàn letter L hay con cùng rồi vùng chung vình. Nấy, thì chờ ở tiêu hào muối. Okay. The word lemon. Nhưng khi biết là lemon. Chắc đam đoàn letter L. Chắc thì chờ cùng rồi vùng chung vình. Nè. Hay rụp hiếp na đa mình tiết tông letter L. Example. Dog. Biết là dog nít. Nhưng khi chắc đam đoàn letter L tế. No. Bỏ tế con đã viên từ tế sản. Mình bạch phạm bố hay con mình bạch khoai đây. Okay. Thank you for your time. Goodbye.